che chở cho chúng con. Cũng vì mấy năm nay bao năm nay cha vất vả cha nuôi chúng con cho đến lúc này mà con chưa bao hiểu được gì thì cha đã vội ra đi. Cha ơi, cha vội ra đi về đây yên nghỉ. Cha chở che cho chúng con được mạnh khỏe, được bình yên. Cha ơi, có ai khổ như chúng con đi lúc này? Mất đi cha thật rồi, lấy ai để mà gia đình
cho các con trên đời này. Những em pháp độ chỉ cho các con được bình yên.